Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho anh em một mẫu xe khá là đặc biệt nhé. Một mẫu xe rất là chất. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 081 666 2386. Đấy cũng là số Zalo của mình. Hoặc quý vị và các bạn có thể đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng. Thì bên mình chuyên mua và cung cấp tất cả các dòng xe từ 80 cho đến 400 triệu đồng. Anh em nào mà đang có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ cho mình. Thì trước mặt quý vị và các bạn đây, đó là một chiếc xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất 2008, đăng ký 2009 và đang được chào bán giá tiền là 193 triệu đồng. Thì đặc biệt chiếc này nó là động cơ diesel máy dầu nhé, rất là tiết kiệm cho anh em, chạy chỉ tầm 4 lít rưỡi dầu trên 100 cây. Đấy, em đã test thử rồi nhé. Máy của nó 1.5, sản xuất 2008, đăng ký 2009, nhập khẩu. Quý vị và các bạn có thể liên hệ cho mình ngay lập tức để rước chiếc xe này về, vì đây là một chiếc xe rất là đặc biệt, rất là khó tìm với dòng Hyundai Venna này, mà thứ hai nó lại là máy dầu. Đấy, máy dầu của nó thì rất là tiết kiệm, rất là hiếm tìm. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đây là xe rất là chất lượng cho anh em. Chỉ với 193 triệu đồng, chưa đến 200 triệu đồng, anh em đã có một chiếc sedan 2 đời màu trắng, sản xuất 2008, đăng ký 2009 nhé. Máy gầm của nó thì anh em miễn bàn luôn. Đấy, rất là chất lượng. Bốn lốp của nó còn tương đối là mới nhé. Đấy, anh em nhìn đấy. Đấy, nội thất của chiếc xe thì nói chung là bốn kính điện bàn đủ này. Đấy, anh em nhìn đấy, một chiếc xe khá là chất, máy dầu chính chủ biển Hải Phòng luôn. Anh em nào đúng chân mẫu xe này có thể liên hệ ngay cho em. Đối với dòng này rất là lành, nhập khẩu nguyên chiếc nên rất là lành. Cam kết cho anh em xe không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước nhé. Alo. Dạ. Dạ. Tiền làm gì anh? Bắt con gì? Vâng, từ từ để em quay video gọi lại. Đấy, Hyundai Venna nhập khẩu này. Quý vị và các bạn nào mà đúng chân mẫu xe này có thể liên hệ ngay cho mình. Đấy, cốp kiếc của nó rất là đẹp. Với giá tiền thì chưa đến 200 triệu đồng, anh em đã có một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Cái thứ hai là máy dầu nhé, rất là bản này, rất đặc biệt luôn. Cửa đóng rất là nhẹ. Chiếc này chỉ cần lắp thêm một chiếc màn hình DVD và cam lùi là ok thôi. Đấy, dòng máy dầu chạy rất là chất, máy rất là êm, điều hòa rất là mát này. Bốn kính điện anh em nhé. Tất cả mọi chức năng đều rất là ok, đối với dòng này chạy rất là chất lượng này. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này thì có thể liên hệ ngay cho mình. Cái đồng hồ nó đang bị ấy một tí này, mới chạy được có 11 vạn này. Anh em nhìn thấy một mẫu sedan 2 đời màu trắng ngọc trinh. Cái thứ hai thì nó lại là máy dầu, nên là quý vị và các bạn không phải suy nghĩ gì về chất xe của chiếc xe này cả. Máy móc lỗ rất là êm. Động cơ của nó là động cơ diesel máy 1.5, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy,
Đấy, anh em nhìn thấy máy này, đây là máy dầu mà còn đổ êm như này thì cũng biết là máy xuất thế nào. Dòng máy dầu này nó sẽ không như máy xăng. Biển 15A210031. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này có thể liên hệ cho mình. Vừa rồi mình giới thiệu cho anh em về mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu sản xuất 2008, đăng ký 2009, máy dầu, máy 1.5 nhé, bản đủ và đang được chào bán giá tiền là 193 triệu đồng. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm đến kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.